Sau trận siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2020 với chất lượng chuyên môn cao, Hà Nội FC đã tiếp tục thể hiện sự bản lĩnh và kỵ dừa với Viettel để xứng đáng giành chức cúp đầu tiên của mùa giải 2020. Cùng kênh YouTube VPF Media đến với 5 điểm nhấn sau trận đấu này. 1. Ba ngoại binh đắt giá cần thêm thời gian để tỏa sáng. Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới chứng kiến sự ra mắt của bộ ba tiền đạo đắt giá Bruno Cunha, Giovanni Magno bên phía Hà Nội FC và Pedro Paulo bên phía Viettel ra mắt đội bóng mới. Sau một quãng nghỉ khá dài, có thể thấy dù các tân binh của cả hai đội bóng thủ đô đã ít nhiều thể hiện được giá trị của bản thân, tuy nhiên họ vẫn cần thêm thời gian để tỏa sáng trong màu áo của đội bóng mới. Nổi bật nhất trong số ba cầu thủ này là Giovanni Magno, khi tiền đạo của Hà Nội FC đã có tình huống kiến tạo không thể thuận lợi hơn để giúp Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 2. Bùi Hoàng Việt Anh quá hay. Sau một mùa giải thành công trên phương diện cả nhân khi giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020, 2021 hứa hẹn là một năm khó khăn đối với Việt Anh khi những trụ cột thứ hai phòng ngự của Hà Nội FC như Duy Mạnh hay Đình Trọng đã trở lại sau một thời gian dài làm bạn với chấn thương. Tuy vậy, Việt Anh vẫn rất biết cách chứng tỏ bản thân khi được trao cơ hội. Không chỉ vững vàng trong khâu phòng ngự mà trung vệ sinh năm 1999 còn tỏ ra nhạy bén khi ghi bàn trong tình huống lên tham gia tấn công để giúp đội bóng chủ quản vô địch siêu cúp quốc gia. Phong độ tuyệt vời của trung vệ người Thái Bình cũng là lời khẳng định đanh thép về việc Việt Anh sẵn sàng cạnh tranh vị trí với những trung vệ hàng đầu khác của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay. 3. Nguyên Mạnh cuối cùng cũng thủng lưới. Trước trận siêu cúp quốc gia, Nguyên Mạnh đang sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng khi lần cuối cùng thủ môn người Nghệ An thủng lưới đã là trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020. Tuy vậy, trước sức công phá của Hà Nội FC cộng với một bộ đôi trụ cột Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải vắng mặt vì lý do khác nhau, cuối cùng thủ thành sinh năm 1991 đã phải vào lưới nhất bóng lần đầu tiên sau 668 phút. Giữa bị thủng lưới sau một thời gian dài, nhưng sự chắc chắn của Nguyên Mạnh trong khung gỗ sẽ là điểm tựa của đội bóng lính trong một năm 2021 vô cùng bận rộn. 4. Viettel cần sức sáng tạo nơi tuyến giữa của Khắc Ngọc. Tại trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra vào cuối tuần qua, có thể thấy sức sáng tạo của Viettel bị ảnh hưởng rõ rệt khi họ không có được sự phục vụ của Nhạc Trường Khắc Ngọc do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù đã thử nghiệm cả Hoàng Đức trong hiệp 1 và Trọng Hoàng trong hiệp 2, nhưng rõ ràng không một ai trong số hai tuyển thủ quốc gia này có thể đá tốt vị trí của Khắc Ngọc. V-League 2021 đã cận kề và Hàn huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rất chờ đợi vào sự trở lại của tiền vệ người Nghệ An cho sức sáng tạo nơi tuyến giữa của đội bóng áo lính. 5. Hà Nội FC cân bằng kỷ lục đoạt nhiều siêu cúp quốc gia nhất với Sông Lam Nghệ An và BKM Bình Dương. Với chiến thắng trước Viettel tại siêu cúp quốc gia 2020, Hà Nội FC không những giành hat-trick danh hiệu siêu cúp liên tiếp mà họ còn cân bằng về số lần đoạt được danh hiệu này với Sông Lam Nghệ An và BKM Bình Dương khi cùng có 4 lần đoạt cúp. Việc giành siêu cúp quốc gia 2020 không những là sự khẳng định về vị thế của đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong những lần đối đầu với đội bóng áo lính, mà điều đó còn cho thấy Hà Nội FC đang sẵn sàng lấy lại những gì đã mất sau khi tuột chức vô địch V-League 2020 vào tay của Viettel. Trên đây là top 5 điểm nhấn sau trận siêu cúp quốc gia giữa Viettel và Hà Nội FC. Bạn ấn tượng với thông tin nào nhất? Cùng lại ý kiến và hướng sự chú ý của mình tới những trận đấu tại vòng khai màn V-League được diễn ra trên sân cỏ cả nước vào cuối tuần này.